Yo, trong tựa game Genshin Impact, chắc chắn các bạn cũng đã quá quen thuộc với những món vũ khí rồi đúng không? Và cái việc mà các bạn soi banner tiếp theo xem coi có những món vũ khí nào ngon để mà rước về thì gần như cái điều này nó mặc định hàng tháng rồi. Từ khi ra mắt cho tới nay, Genshin Impact dần dần cho ra mắt rất nhiều vũ khí 5 sao lẫn 4 sao khá là đa dạng. Và có những loại vũ khí vô cùng xịn sò khiến các player ngóng trông từng ngày. Tuy nhiên, vẫn có những loại vũ khí mà player nhìn thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán mỗi khi nó xuất hiện. Và đúng như tiêu đề video, trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình ngẫm lại một số vũ khí mà khá là đục trong mắt những người chơi Genshin Impact nha. Lưu ý, video được làm dựa trên quá trình mình tham khảo các bình luận của những kỳ banner xuất hiện. Vậy nên rất có thể, món vũ khí này với số đông là chê nhưng mà nhiều bạn thì vẫn sử dụng tốt. Đơn giản là vì sẽ có khá nhiều lý do, ví dụ như là nó dễ ra quá. Dễ tới mức chỉ cần ấn X10 thôi là ra cả rổ, hoặc là nó đục thật. Nếu quý vị không hài lòng cũng như bổ sung thì các bạn hãy bình luận dưới video để chúng ta cùng nhau bình luận nha. Vị trí đầu tiên, kiếm trước phong là một món vũ khí của nền văn minh Liyue và cũng là món vũ khí khá lâu rồi chưa xuất hiện. Lần cuối cùng mà món vũ khí này xuất hiện là tại phiên bản 2.8. Về đâu hiếm thì là vậy, nhưng mỗi lần xuất hiện thì nó lại khiến người chơi sợ hãi tại vì cái mức độ vũ khí này ra quá là nhiều. Hình như là tỷ lệ 75% chứ không còn là 33% nữa. Về kiếm trước phong thì nó cung cấp rất nhiều về mặt chỉ số tấn công lẫn nội tại. Tuy nhiên thì để có thể phát huy hết tối đa sức mạnh á, thì các bạn cần có một nhân vật tạo khiên đủ lâu. Cái mức độ mà chênh lệch giữa có khiên và không khiên á, là tầm 200 tấn công. Tiếp theo, dù khá đắn đo nhưng mà tôi nghĩ là vầng trăng bất diệt sẽ thích hợp ở vị trí này. Vấn đề mà tôi khá đắn đo ở đây á, là nếu so với kiếm vô công thì có lẽ mức độ ưa chuộng cũng như là nhân vật sử dụng được thì cái vầng trăng bất diệt này sẽ nổi trội hơn. Nhất là Kokumi, một nhân vật được rất nhiều người chơi săn đón. Bên cạnh đó thì Baizhu hay là Barbara thì vẫn có thể sử dụng khá tốt. Cái lý do mà nó nằm ở video này á, là do nó khá tương đồng với lại là cái món làm mẫu kim phách. Nói chung thì đây là cái bản nâng cấp thôi. Và cái việc mà ra cái món này á, thì nói thiệt các bạn là chẳng có hứng thú gì luôn. Nhất là đa số mọi người chỉ muốn roll vũ khí đi kế bên nó như là bàn nham kích lục nè, đoạn thảo trường đao hay là cái hồi ức tu lây tu la. Tới tôi có Kokumi mà còn né nó như là né thà nữa. Ở vị trí tiếp theo, như tôi đã nói, đó là kiếm vô công. Một món vũ khí có lẽ là ác mộng với khá nhiều người khi mà nó đã xuất hiện tại phiên bản 2.1 đi cùng với lại là đoạn thảo trường đao và 2.6 đi cùng với lại là ánh sáng đêm sương mù. Đây là một món vũ khí được thiết kế từ dòng phụ tới nội tại đều rất giống với lại là kiếm trước phong. Nhìn chung thì món vũ khí này nó cũng như là kiếm trước phong phiên bản đại kiếm thôi. Sử dụng được cho khá nhiều nhân vật, tuy nhiên thì cũng chẳng ai mong muốn mà ra cái củ nợ này hết. Ở vị trí theo thì vẫn là một món vũ khí thuộc nền văn minh Liyue. Đó là giáo Ninh Thần. Về cái cây này thì có lẽ là khá nhiều bạn cũng đã hiểu rồi, nhất là sau khi mà xem xong cái video mà tôi đã làm đợt trước. Nói chung thì ngoài hai nhân vật là Sao và Raiden Shogun có thể sử dụng và phát huy được cái nội tại của cây này á, thì tôi không còn thấy ai có thể sử dụng được cái món này. Vị trí tiếp theo đó là kiếm sáo, là một món vũ khí nhìn có vẻ bình thường và không có gì đặc biệt. Nhưng vấn đề ở đây là nó ra quá nhiều cũng như là ít người sử dụng, do đó thì món này xứng đáng nằm trong danh sách này. Tại vì nếu như mà tôi không ngó lại cái bộ vũ khí á, thì tôi cũng không biết là cái món này nó có tồn tại luôn. Ok, trước đó thì chúng ta sẽ phân thành một nhánh riêng đi ha. Và ba món vũ khí phía sau này là top đặc biệt. Chỉ cần nhìn thấy nó có mặt trong banner thôi. Dù chưa roll nhưng mà các bạn vẫn biết là mình chắc chắn sẽ có vài cây mang về. Tóm lại, cái lý do mà các món này ở đây là do nó xuất hiện quá nhiều và hầu như là ít ai sử dụng. Ở vị trí thứ ba đó là kiếm chua. Không cần nói quá nhiều về món vũ khí này khi mà nó đã ra mắt được khá lâu rồi. Tôi độ chắc nhiều ông trong kho chắc cũng phải có tầm 3 cây cho tới 5 cây trở lên. Tới tôi còn mười mấy 20 cây nhưng mà đã đem làm ESP hấp một mớ rồi. Tại vì cái đợt ánh sáng đêm sương mù vậy á, tôi hơi thiếu kinh nghiệm để mà nâng cây ánh sáng lên. Cái điều đặc biệt á là Preeminence, nhân vật Fontaine lại gắn với món vũ khí này trong cái rip marketing. Nhưng mà nói chung thì chỉ cầm cho đẹp thôi các bạn. Ở vị trí thứ hai đó là Chiêu Tâm. Không cần nói quá nhiều với các bạn về cái cục tím tím này. Dù banner vũ khí của nó không được red up á, nhưng mà tỷ lệ ra nó thì vẫn rất là cao, nhất là banner thường và banner nhân vật. Bình thường thì nó đã vậy rồi, nói chi mà tới khi mà nó được red up trong banner vũ khí. Bây giờ cứ tưởng tượng khi mà bạn roll một món vũ khí nào đó trong banner vũ khí đi, nó nổi tiếng và bạn đang rất háo hức và mong chờ.
như là bạn rôn ánh trăng sai phót chẳng hạn, hay là kiếm bến tàu, thì đập vào mắt bạn thì nó lại là cây chiêu tâm. Thì thử hỏi coi có hụt hẫng không. Ở vị trí cuối cùng cũng là thứ mà tôi cũng như là nhiều bạn căm thù nhất, đó là vải tù, à không, vũ tài. Là một thanh đại kiếm được nhiều người chơi gã lạnh bậc nhất trong Genshin Impact, không phải là chỉ trong thời gian gần đây đâu, mà món vũ tài này đã được người người nhà nhà sợ từ khá lâu rồi. Từ phiên bản 2.0 khi tôi mới chơi thì đã thấy nhiều bạn chê và căm thù nó lắm rồi. À mà hình như banner sau thì em nói lại tái xuất giang hồ thì phải. Không biết là ở đây có bạn nào chờ đợi cây vũ tài này quay trở lại không? Hãy để lại bình luận dưới video nha. Ok, và video của mình tới đây đã kết thúc rồi. Nếu như mà còn vũ khí nào ói oi khác á, thì các bạn hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết nha. Ok, mình, Khang Huỳnh Akai xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.